Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Góc khuất hào quang của báo điện tử VOV. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì rất vinh hạnh là hôm nay tôi đang được ngồi cạnh một MC rất nổi tiếng và nổi tiếng hơn tôi rất là nhiều. Và các bạn chắc sẽ nhiều người thắc mắc vì sao hôm nay tôi lại mời một MC khác đến ngồi nói chuyện cùng mình. Vâng, vậy thì để tôi giới thiệu cụ thể hơn. Và ngồi cạnh tôi hiện tại là cựu kiện tướng Dan Sport Phạm Phương Anh. Và hiện tại Phương Anh đang là MC của rất nhiều kênh truyền hình như VTV hay là VTC hay là kênh FPT Play đối với những các bạn hâm mộ thể thao. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn Phương Anh đã nhận lời đến với chương trình. Cảm ơn anh Duy với những lời chào rất là có cánh dành cho em, và xin chào các quý độc giả của báo điện tử VOV. Phương Anh thân mến, thì anh nghĩ là sẽ có rất ít nhiều người biết đến cái hành trình mà đến với cái con đường gọi là dance sport của em. Em có thể chia sẻ một chút không, bởi vì vì sao em lại chọn dance sport, rồi em bắt đầu dance sport từ năm em bao nhiêu tuổi? Thực ra cái hành trình dance sport của em, nếu mà nói cả về cái cuộc đời thi đấu và tập luyện, thì nó kéo dài tầm 14-15 năm. Tuy nhiên cái con số đấy nghe thì có vẻ nhiều thôi, nhưng em là một người bắt đầu cái hành trình này muộn hơn so với cả những vận động viên khác mà theo chuyên nghiệp. Thường thường thì các vận động viên dance sport mà theo chuyên nghiệp thì sẽ bắt đầu tập luyện từ tầm 5-6 tuổi. Còn em thì là tầm 10-11 tuổi em mới bắt đầu. Như thế là cũng xuất phát điểm khá là muộn. Nhưng mà cũng may mắn là em từ nhỏ rất là cá tính ấy, cá tính mạnh đến mức độ mà mẹ em cho đi học múa rồi cho đi học hát, nghĩa là học rất nhiều môn. Nhưng mà em bày tỏ cái quan điểm rõ ràng ngay từ bé là em thích cái gì, và từ bé thì em cảm thấy là em phù hợp với dance sport. Cái bộ môn này nó không quá nhẹ nhàng, nó là bộ môn thể thao nghệ thuật, nghĩa là nó sẽ có cả yếu tố nghệ thuật xen lẫn với yếu tố thể thao, nên em thấy nó khá là hợp với cá tính của mình. Và từ đấy là em cứ tham gia từ các lớp cơ bản, và sau đấy là các thầy cũng thấy là có khả năng thì cũng được đặt cách là vào đội tuyển Hà Nội. Rồi vào đội tuyển Hà Nội xong thì em lại cũng được đặt cách là thi nhảy cóc tuổi. Bình thường thì các bạn sẽ thi phân theo lứa tuổi, ví dụ như là thiếu nhi, rồi đến thiếu niên, rồi đến thanh niên. Còn em thì em đã lên thi hạng thanh niên, nghĩa là hạng thi đấu cao nhất. Từ năm em 14 tuổi là còn đang ở lứa tuổi thiếu niên là em đã thi đấu với các thầy rồi. Và sau đấy nữa thì lại cứ tiếp tục cái hành trình đấy, cảm giác nó cũng khá là thuận lợi với em. Thì em lại có tên trong đội tuyển quốc gia từ khá sớm, từ khi em còn ở độ tuổi thiếu niên thôi, và cũng được đi thi đấu tập huấn rất là nhiều. Vậy thì chắc chắn là cái hành trình trở thành một vận động viên chuyên nghiệp đã khó khăn rồi, lại đại diện cho đội tuyển quốc gia thi đấu, thì nó đòi hỏi em phải đầu tư rất là nhiều thời gian trong công việc tập luyện hàng ngày. Vậy thì nó có ảnh hưởng đến việc học tập của em cũng như sinh hoạt của em hàng ngày không? Bởi vì thật sự là anh thấy là với cái việc như là với các vận động viên nam, cái việc thu xếp đấy nó đã khó rồi, thì với các vận động viên nữ là ở độ tuổi còn rất trẻ như em thì nó sẽ khó khăn nhiều hơn phải không? Chắc chắn là có ảnh hưởng ạ. Và chắc chắn là nếu mà ảnh hưởng như thế thì sẽ phải có nhiều sự hy sinh. Tuy nhiên là em nghĩ là mình sẽ không dùng cái từ hy sinh, mà mình dùng cái từ đánh đổi thì nó đúng hơn. Bởi vì hy sinh thì nó giống như là mình làm cái công việc đấy cho một người khác. Còn em cảm thấy là với mỗi vận động viên trong bộ môn nào cũng thế, và với dance sport cũng thế, khi mà bọn em quyết định là theo bộ môn này thì bọn em cũng phải chấp nhận là bắt buộc nó sẽ phải vất vả và sẽ phải dành nhiều thời gian cho nó để có được cái kết quả tốt. Bởi vì là em cũng xác định đây nó không phải là một cuộc dạo chơi, mà bọn em đang đi theo con đường tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, nghĩa là phải có thành tích. Và muốn có thành tích thì cái cường độ tập luyện nó cũng rất là khắc nghiệt. Cảm giác như là nếu như một ngày mình không tập luyện thôi, là mình sẽ có cái suy nghĩ là xung quanh mình, những người khác người ta đã đang đi lên rất là nhiều rồi. Chính vì thế mà cái việc mà mình đứng im, mình không đi lên ý, là tức là mình đang đi xuống thôi. Vì thế là bọn em phải dành rất là nhiều thời gian. Và bên cạnh đó thì bộ môn này là bộ môn xã hội hóa, bọn em vẫn đi học văn hóa và cũng vẫn phải đảm bảo là học văn hóa vẫn phải tốt. Và từ nhỏ thì cái tính của em nó cũng hơi cầu toàn, đi học là lúc nào cũng thành tích cũng phải số 1, số 2 của lớp, nên là chính vì cái tính cầu toàn đấy nên cũng khá vất vả. Ví dụ như các bạn sẽ học ban ngày, buổi tối các bạn nghỉ, thì mình đi tập xong thì mình phải đánh đổi lại là về mình phải học đêm, thì mình mới có thể cân bằng được giữa hai cái đấy. Vậy thì lựa chọn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp ở độ tuổi còn rất trẻ thì chắc hẳn là cần rất nhiều cái sự ủng hộ cũng như là hỗ trợ từ gia đình. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút là em có gặp trở ngại gì từ gia đình hay là những cái phản đối gì từ gia đình khi mà em quyết định theo cái sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp không?
bố mẹ em thì rất là ủng hộ. Tuy nhiên, nói là trở ngại thì cũng có. Vì bố em rất là khó tính. Nghĩa là ủng hộ thì ủng hộ theo cái khía cạnh là nếu như mà em đi tập một buổi tập kéo dài có khi là phải tầm 4 đến 5 tiếng đối với một vận động viên chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia, thì bố em sẵn sàng là bố em sẽ đưa em đến đấy và ngồi đợi hết đến cuối buổi tập. Tuy nhiên là vẫn khó tính ở cái khía cạnh là thành tích học tập lúc nào cũng phải tốt, vẫn phải đảm bảo là học văn hóa tốt, nên là nhiều khi những cái lúc mà em còn bé em đi tập là những hôm nào mà mẹ đưa đi ấy, là về giấu bố. Giấu bố, và nếu mà bố hôm đấy mà về nhà muộn ấy là tắm giặt thật nhanh, thay quần áo xong rồi đi ngủ. Đấy coi như là hôm đấy mình không đi tập, mình chỉ đi học thôi, xong rồi mình về nhà mình học bài. Và sau đấy là đợi bố về rồi, bố đi ngủ rồi thì bắt đầu lại lọ mọ dậy để làm bài tập. Còn những hôm nào mà bố em đưa đi thì bố em vẫn rất là ủng hộ con gái. Tuy nhiên là lúc nào cũng cái tiêu chí đầu tiên vẫn phải là học văn hóa. Và những cái cuộc thi đấu của em cũng thế, bọn em đi nước ngoài rất là nhiều, đi thi đấu và tập huấn ở nước ngoài, thậm chí nó còn nhiều hơn ở Việt Nam. Nên là với cái tần suất đi lại như thế thì bố em cũng rất là sót. Là lúc nào cũng bảo thôi đi ít thôi, thi ít thôi, mình chỉ thi các cuộc trong nước thôi. Thế nhưng mà đến lúc mà con gái có thành tích về thì cũng sướng, cũng ủng hộ. Nhưng mà lúc nào cũng nhắc nhở liên tục, nên đấy cũng là một cái khá là áp lực với em. Em có thể chia sẻ rõ hơn về cái áp lực của mình trong cái hành trình mà rèn luyện, tập luyện cũng như là thi đấu để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp xuất sắc đại diện cho đội tuyển quốc gia không? Thực ra là bọn em có một cái mà khá là không vui khi mà một số người có cái suy nghĩ là những vận động viên thể thao chuyên nghiệp thì thường là học văn hóa nó sẽ gọi là bị coi nhẹ đi một tí. Thế nên là đặc biệt là với một người cầu toàn như em nữa, em từ bé lúc nào em cũng có một cái áp lực, đấy là mình phải đảm bảo được cái việc học văn hóa tốt để nó xóa đi những cái suy nghĩ, những cái định kiến như thế của mọi người, và đặc biệt là bố em nữa. Đấy, một người rất khó tính như em đã chia sẻ, nên là lúc nào cũng phải ép mình vào một cái guồng mà nó gọi là nó căng nhất, từ những thời gian đi tập, thời gian đi học, thời gian đi tập huấn thi đấu, và phải đảm bảo tất cả mọi thứ nó vẫn luôn luôn tốt. Vậy thì lúc nào cũng phải căng mình ra để đối mặt với những cái áp lực đó. Thì đã có một lúc nào, có cái thời điểm nào em nghĩ đến việc mình dừng lại cái sự nghiệp vận động viên của mình chưa, lúc mà vẫn đang thi đấu á? Thực ra cái này là một cái mà em nghĩ cái sự khó tính của bố em ấy nó lại khá là có lợi cho em, bởi vì là bố em khó tính như thế nên em không bao giờ em có cái suy nghĩ là ôi mệt quá mình nghỉ đi, bởi vì lúc đấy em mà chỉ cần nói em nghỉ bố em là thôi nghỉ đi vất vả quá, nên là em cứ suy nghĩ đến cái đấy, nên là lúc nào mình cũng cố gắng, và kiểu mình cố gắng nhiều thì cái guồng quay đấy nó sẽ thành thói quen với mình. Và một cái ngày nào đấy mà ví dụ em được nghỉ một buổi học hoặc là được nghỉ một buổi tập, nghĩa là cái thời gian của mình nó giãn ra hơn một chút, thì tự dưng mình lại thấy thiếu ấy, nghĩa là mình đã quen với cả cái sự bận rộn và cái tần suất rất là căng trong tập luyện và học tập rồi. Vậy thì trong suốt hơn 10 năm mà thi đấu cũng như là tập luyện với là tư cách một vận động viên chuyên nghiệp, thì cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với em? Kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chắc là đấy là giải thi đấu nước ngoài đầu tiên của em. Bộ môn của em thì có một cái đặc điểm, đấy là nó sẽ chia ra làm hai mảng, là mảng standard và mảng Latin. Thì em là thi đấu chuyên về Latin. Thì mọi người có thể nhìn ở trên sàn đấu ấy là các vận động viên Latin, nhất là nữ, là thường xuyên là có một cái làn da rất là đen. Nó là cái đặc trưng của Latin. Thế nhưng mà khi mà em thi đấu lên cái hạng cao như thế, và ở mới là tuổi thiếu niên thôi, thì ở khi ở Việt Nam thì mình mới có cái quan điểm là mình ra sàn thi đấu mình cứ xinh xắn thôi là được. Bởi vì là lúc đấy tuổi mình cũng rất là nhỏ mà, nên mình cũng chưa thể hiểu được tất cả mọi khía cạnh của cái bộ môn này. Và mình nghĩ là cái việc mà các vận động viên ấy người ta bôi da đen thì là ai thích thì bôi thôi, và mình cảm thấy là mình cứ thích xinh xắn theo cái kiểu là một cô bé ấy. Đến khi mà em bước ra một cái đấu trường lớn như thế, đấy là em nhớ là giải vô địch châu Á. Năm bao nhiêu nhỉ? Năm 2014. Là em bao nhiêu tuổi? Năm đấy là em 16 tuổi. Wow. Thì mới là ở độ tuổi thiếu niên thôi, và khi mà bước ra thi đấu gọi là hạng vô địch của thanh niên, thì tự dưng ra một cái đấu trường lớn như thế em bị ngợp ấy. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là mình ra sàn cũng xinh xắn đấy chứ, cũng ok đấy chứ. Nhưng mà đến khi mà mình ra một cái biển rộng như thế, tự dưng mình cảm thấy là mình bị lạc loài ấy. Nghĩa là giữa một cái sàn thi đấu, tất cả các vận động viên ai cũng trang điểm rồi bôi da đen rất là chuyên nghiệp, thì tự dưng mình đúng là kiểu
một cô bé ấy, chưa biết gì, xong ở giữa sàn trắng ởn ra mà đúng kiểu một cô công chúa ấy, là tự dưng em bị ngại anh ạ. Thế là từ cái giải đấu đấy là em thay đổi hẳn cái suy nghĩ, và cái giải đấu đấy cũng làm cho em kiểu trở thành một vận động viên chuyên nghiệp hơn, là tất cả những khi mà mình xuất hiện ở trên sàn đấu, bất kể là giải lớn hay giải nhỏ, cái sự chuẩn bị của mình nó vẫn luôn luôn phải chỉn chu mà nó chuyên nghiệp nhất. Và cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái công việc sau này của em, bây giờ là một MC cũng thế. Bất kể một chương trình lớn nhỏ nào, mỗi khi xuất hiện thì em cũng luôn luôn giữ cái sự chỉn chu như là cái đợt em thi đấu. Vậy thì cái giải thi đấu nước ngoài đầu tiên đó của em ấy, năm đấy em mới 16 tuổi, thì có bố mẹ đi cùng không hay là em chỉ đi với thầy cô? Bộ môn này của em thì có một cái đặc điểm đấy là nó rèn cho mình cái tính tự lập rất là sớm. Năm đấy em 16 tuổi và gọi là đại diện đội tuyển quốc gia để đi thi cùng với thầy của em luôn. Thì cũng khá là sớm rồi, nhưng so với bây giờ ấy, như các em nhỏ tuổi thiếu niên thôi, là bọn em đi thi đấu nước ngoài là cũng chỉ có mình đi với cả thầy cô thôi, và bố mẹ sẽ không đi. Thứ nhất là vì chi phí rất là đắt, và sở rồi đội tuyển cũng chỉ có thể đảm bảo được chi phí cho vận động viên thôi. Và cái thứ hai là bọn em cũng phải tự học cái cách là mình tự chuẩn bị mọi thứ, bởi vì đi thi đấu thì không thể nào lúc nào cũng có bố mẹ chuẩn bị cho được, từ trang điểm, trang phục, chuẩn bị ăn uống là tất cả phải tự hết. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút là như em, những gì em vừa nói, tức là nó là cái sự nghiệp mà vận động viên chuyên nghiệp của mình, nó còn là sự đánh đổi. Vậy thì lý do gì mà em dừng lại cái sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp của mình để rẽ đột ngột sang một cái hướng khác, như hiện tại chính là một cô MC rất là xinh đẹp, rất là tài năng và đa tài hiện tại. Lý do là gì? Một câu hỏi cực kỳ hay mà nếu mà em chia sẻ hết là chắc là anh em mình ngồi đây đến ngày mai luôn. Nhiều lúc em cũng tự thắc mắc là tại sao mình đánh đổi nhiều như thế rồi, nhưng đến lúc mình lại lựa chọn là quyết định dừng lại. Và tính cách của em thì khi mà em quyết định cái gì ấy, em quyết định khá là nhanh và khó có ai có thể thay đổi được. Thì em tham gia bộ môn này như từ đầu, từ hồi bé là em cũng xác định rất rõ ràng là em tham gia một cách chuyên nghiệp. Mình đầu tư bài bản, mình tập luyện chuyên nghiệp, mình hy sinh dành thời gian, và mình cũng mong muốn có được kết quả tốt. Thì cái chặng đường mà em đi ấy nó cũng đã có rất nhiều thành tích, mà như mọi người cũng nói đấy cũng là những thành công mà mình cũng phải gọi là công nhận bản thân mình một chút. Tuy nhiên là một cái dấu mốc mà dẫn đến cái quyết định em dừng lại cái sự nghiệp thi đấu lúc đấy cũng khá là sớm thôi. Thường thường thì ở bộ môn này mọi người có thể thi đấu chuyên nghiệp đến 30, ba mấy tuổi là chuyện bình thường. Nhưng em dừng lại ở cái lúc mà có thể nói là cái sự nghiệp thi đấu của em nó đang đi lên, và kết quả mọi thứ nó cũng vẫn rất tốt. Ra nước ngoài thi đấu thành tích cũng vẫn tốt, và ở Việt Nam vẫn luôn luôn nằm trong top 3. Đấy là một điều mà cũng không phải là nhiều vận động viên có thể duy trì được trong nhiều năm. Tuy nhiên bộ môn này thì nó lại có một cái yếu tố đấy là nó hơi bị phụ thuộc, là luôn luôn phải có sự kết hợp giữa một cặp đôi, một người bạn nhảy của mình nữa. Và vì thế là khi mà em không thể tìm được một người đối tác gọi là mình cảm thấy phù hợp để có thể tiếp tục với mình chinh phục những cái giải đấu cao nữa, tính em lại hơi cầu toàn mà. Nên là thôi, em nghĩ là mình đã dành nhiều thời gian cho nó rồi, mình cũng đầu tư nghiêm túc chứ không phải không, và mình cũng đã có được những cái thành công nhất mà mình muốn. Đấy chính là những cái mà mình thu nạp được sau cái quá trình mà mình theo đuổi một cái bộ môn mà nó rất khắc nghiệt như thế này. Bộ môn này nó cho em không phải chỉ thành tích đâu, mà nó cho em những cái sự thích nghi nhanh để em bây giờ em có thể làm được những cái công việc khác. Rồi nó cho em những mối quan hệ, nó cho em những công việc khác nữa. Bên cạnh thi đấu thì em còn thiết kế và sản xuất trang phục cho bộ môn eSports nữa. Thì em nghĩ là những gì mà eSports mang lại cho em nó cũng quá nhiều rồi. Và khi mà mình lựa chọn dừng lại không phải là vì mình hết yêu bộ môn này đâu, vì lúc nào mình cũng bảo là mình đam mê như thế mà mình yêu nó như thế, tại sao mình lại kiểu quyết định dừng lại nó dễ dàng như thế. Nhưng thực ra là không dễ dàng. Ôi cái đợt đấy em quyết định em nghỉ thi đấu ấy, em khóc rất nhiều, mà em là người mà cực kỳ khó khóc luôn, mà lúc đấy khóc rất nhiều. Mà mọi công việc thì em vẫn làm, hàng ngày em vẫn đi học, em vẫn làm việc bình thường, mà cứ tối đến hoặc là mình xem các cái video mà mọi người thi đấu ấy, ôi tự dưng nước mắt nó cứ chảy ấy. Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình không quay lại. Anh muốn tò mò thêm một chút là vậy thì bố mẹ là những người đã ủng hộ em hết mình
khi mà em quyết định theo con đường sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, thì khi mà em nghỉ đột ngột như vậy lại đang ở đỉnh cao, thì bố mẹ có đưa ra những lời khuyên gì cho em không? Từ nhỏ thì bố mẹ em có một cái rất hay, đấy là luôn luôn tôn trọng những ý kiến của anh. Có thể là do em kiểu hơi bà già sớm ấy, em chắc là hơi kiểu già trước tuổi hay sao ấy, cũng hay đưa ra những cái ý kiến của mình ngay từ nhỏ, nghĩa là mình nghĩ gì, mình nghĩ như thế nào, là luôn luôn đưa ra quan điểm của mình rất rõ ràng. Nên là bố mẹ em lúc đấy thì cũng khó hiểu, mọi người trong đội tuyển cũng khó hiểu, các thầy cô, trưởng bộ môn cũng cảm thấy là không hiểu sao em lại dừng lại ở cái lúc mà sự nghiệp thi đấu vẫn đang đi lên như thế. Thế nhưng mà bố mẹ em thì tôn trọng cái quyết định của em và nghĩ là có lý do chính đáng thì em mới làm như thế. Và một điều nữa là khi mà em dừng lại thì em cũng có cái con đường rõ ràng là tiếp theo đấy thì em sẽ theo đuổi cái gì. Nên là chắc là bố mẹ em cũng có được một sự yên tâm. Vậy thì em có thể chia sẻ với cả độc giả của báo điện tử VV một chút là tiếp theo đấy là em sẽ theo đuổi cái gì không? Sau khi mà em dừng lại cái sự nghiệp tập luyện và thi đấu ấy, thường thường là ở bộ môn này của em mọi người sẽ đi theo hướng là làm huấn luyện viên. Đây cũng là một công việc em rất thích, chứ không phải không, nhưng mà khi mà mình làm một công việc gì mình phải đầu tư thời gian một cách nghiêm túc cho nó. Và cái công việc làm huấn luyện viên cũng thế, nó đòi hỏi mình phải dành được nhiều thời gian. Nhưng mà vì chắc là em hơi tham, hơi nhiều đam mê quá. Em có đam mê thiết kế thời trang và công việc đấy em vẫn duy trì được hơn 10 năm nay. Bây giờ em nghỉ cái công việc tập luyện và thi đấu rồi, nhưng em vẫn đồng hành với Dancebox ở phía cánh gà thôi, đồng hành cùng các vận động viên. Và em lại rất đam mê truyền hình từ nhỏ nữa. Nên là em quyết định là thôi, mình vẫn có một cái công việc để mình vẫn được làm cùng với cả cái đam mê Dancebox của mình rồi, và vẫn luôn luôn song hành với nhau. Thì bên cạnh đấy mình sẽ làm một cái công việc mà nó đúng với cả một cái đam mê thứ hai mà em nghĩ là rất lớn của mình, đấy là theo đuổi công việc dẫn chương trình. Em có thể chia sẻ cái bí quyết của mình một chút, tức là những cái lúc mà những cái bản lĩnh mà khi thi đấu với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp của em, như là một điện tướng Dancebox, thì có giúp ích gì cho em trong cái quá trình hình thành những cái tính cách của mình khi mà thực hiện, khi mà mình đã quyết định theo đuổi những cái đam mê tiếp theo như là MC truyền hình hay là thiết kế thời trang không? Nó ảnh hưởng rất nhiều anh ạ, nghĩa là cả một cái thời gian dài mà em theo đuổi tập luyện và thi đấu Dancebox ấy, mình nó không phải là cái chủ đích của mình là mình theo đuổi bộ môn này để mình có được những cái tính cách đấy đâu, mà nó là một cái hình thành tự nhiên ấy. Sau một quá trình dài như thế, lúc nào mình cũng quen với cái áp lực như thế, thì thành ra tự dưng cái sức chịu đựng này, thứ nhất là sức khỏe là chắc chắn rồi, cái sức chịu đựng áp lực trong công việc em nghĩ là nó cũng sẽ khá là tốt hơn mọi người và dễ có thể làm quen và thích nghi với công việc mới, với môi trường mới. Em nghĩ đấy là cái mà rõ ràng nhất mà để khiến cho em có thể hòa nhập được với những cái công việc mới sau này mà em theo đuổi. Để tôi xin giới thiệu kỹ hơn cho quý độc giả của Báo Điện tử VV một chút, vì sao mà chúng ta vừa nhấn mạnh đến yếu tố sức khỏe. Tức là MC Phương Anh của chúng ta đã đồng hành cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong suốt kỳ Euro vừa qua. Đấy, và đây là tôi đánh giá là một trong những MC nữ và đam mê và nhiệt huyết nhất trong cái kỳ mà gọi là ngày hội bóng đá của cả châu luôn, của cả lục địa già. Và tôi tin là rất nhiều người nghĩ là đấy chỉ có những cánh mày râu chúng ta mới đam mê những cái môn thể thao như vậy, nhưng mà thật ra là chúng ta có thể thấy được những cái đam mê đấy, những thứ mà MC Phương Anh đã cháy hết mình để có thể mang đến cho chúng ta những cái giây phút tận hưởng bóng đá một cách trọn vẹn nhất. Vâng, vậy thì tôi muốn hỏi một chút là với cái Phương Anh có cảm nhận được những cái sự khác biệt khi mà mình đang là một MC thể thao, khi mà mình đang làm việc trong một studio, so với việc trước đây mình thi đấu là một vận động viên, một kiện tướng Dancebox trên sân đấu? Khác biệt rất là nhiều ạ. Từ nhỏ thì em có cơ hội được làm quen với truyền hình khá sớm với cương vị là khách mời ở những cuộc nói chuyện như thế này. Và sau đấy thì em cũng dần dần thích cái công việc truyền hình. Tuy nhiên là có cái giống nhau thì đó là công việc nào cũng sẽ có một cái áp lực. Ví dù như tập luyện và thi đấu Dancebox một cách chuyên nghiệp này thì lúc nào mình cũng cái tần suất làm việc của mình khá là nhiều, tập luyện nhiều, thức đêm cũng phải nhiều. Nghe thì hơi mâu thuẫn là vận động viên tại sao lại thức đêm nhiều, nhưng thức đêm nhiều là bởi vì sau cái thời gian tập luyện nhiều như thế thì bọn em vẫn phải đảm bảo được những cái công việc khác. Thức đêm nhiều này, dành thời gian nhiều, sự vất vả
đấy là những cái giống nhau ở hai công việc của một vận động viên và một MC. Còn khác nhau thì thứ nhất là khi là một vận động viên thì cái công việc này nó theo em từ bé rồi, nên là mọi thứ nó sẽ một cách tự nhiên, như là nó là của mình, nó là chảy trong máu mình rồi. Khi mà mình bước ra sàn đấu vẫn phải có sự cố gắng, vẫn phải có sự gồng mình lên một chút, nhưng mà dù gì thì nó vẫn là những thứ mà mình đã quá quen thuộc hàng ngày. Còn khi mà em chuyển hướng sang một MC, và đặc biệt là MC thể thao, thì nó là một lĩnh vực hoàn toàn mới và gần như là em phải bắt đầu học từ con số 0. Có thể nhiều người sẽ có cái quan điểm là một MC nữ dẫn thể thao thì nhiều khi là cái kiến thức, cái sự hiểu biết của các bạn nó sẽ hạn chế. Thì đúng là hạn chế thật, tuy nhiên là không phải không có cách mà để mình có thể trau dồi nó. Và từ đầu thì em cũng luôn luôn có một quan điểm là em bắt đầu bước chân vào là một MC thể thao chuyên nghiệp từ con số 0, nhưng không có nghĩa là nó mãi mãi là con số 0. Và xung quanh mình rất nhiều các đàn anh, rất nhiều những tiền bối mà mình có thể học tập. Và vấn đề là mình có hỏi hay không, và khi mà mình thường xuyên đặt ra những câu hỏi thì em nghĩ là không ai là sẽ ngại đưa cho mình những câu trả lời cả. Thì đấy là một cái khác lớn nhất giữa hai công việc. Đó là một công việc thì quá quen thuộc, còn một công việc thì em luôn luôn cứ phải tìm tòi, luôn luôn cứ phải đổi mới mỗi ngày. Và lượng kiến thức nó nạp vào mình nó cũng càng ngày càng nhiều hơn. Ví dụ cụ thể như cả một cái chiến dịch em đồng hành cùng với Euro 2024 cũng thế. Trước đấy thì em có đồng hành với các trận đấu của V-League, của bóng đá Việt Nam. Nó cũng là một khối lượng kiến thức rất lớn với một người mới như em rồi. Nhưng mà khi mà chuyển sang dẫn Euro thì trời ơi, cái lượng kiến thức nó quá nhiều luôn. Và để mà mình có thể ngồi nói chuyện được với những bình luận viên quá kỳ cựu như thế trong nghề rồi thì bắt buộc là mình cũng phải hiểu và ít nhất là đưa ra những thông tin nó không sai tới cho khán giả. Và làm thế nào để mình có thể khai thác được để những bình luận viên sẽ đưa ra được nhiều thông tin, thì cái đấy em nghĩ là một cái mà đòi hỏi mình luôn luôn phải học tập và nạp thêm kiến thức mỗi ngày. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì MC Phương Anh vừa chia sẻ cái sự khác nhau của chính bạn Phương Anh ở thời điểm hiện tại so với thời điểm khi còn là một vận động viên thi đấu một kiện tướng dance sport. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ luôn với các bạn, tôi bật mí luôn với các bạn là có một điểm mà Phương Anh chắc chắn là đến bây giờ vẫn như vậy, tức là không có gì khác nhau cả giữa MC Phương Anh và kiện tướng dance sport Phương Anh cả, chính là Phương Anh vẫn chưa có người yêu. Và trong rất nhiều năm qua là Phương Anh vẫn chưa có một mảnh tình nào bắt mai. Cái sự thật này thì nó trường tồn bao nhiêu năm nay rồi anh ạ. Vâng, và đây tôi cũng xin báo tin vui đến các độc giả là nam giới và vẫn đang tìm kiếm nửa kia của mình trên báo điện tử VOV ạ. Chúc các bạn sẽ may mắn vì chúng ta đang có một ứng viên rất tiềm năng ngồi cạnh tôi là MC Phương Anh. Hy vọng là sau buổi nói chuyện ngày hôm nay thì biết đâu là cái sự thật đấy nó lại được thay đổi, đúng không anh? Sau bao nhiêu năm rồi. Ok, thì tôi xin phép chuyển cái chuyên mục của tôi lại thành chuyên mục gì đó nó liên quan đến chuyên mục tuyển chọn, casting. Vâng, vậy thì Phương Anh có thể chia sẻ một chút là vì sao một MC có thể nói là rất xinh đẹp trên sóng truyền hình, rồi là một vận động viên rất là gợi cảm trên thi đấu dance sport lại vẫn lẻ bóng như vậy trong rất nhiều năm qua không ạ? Khó nhỉ anh nhỉ? Em cảm tưởng câu này nó như kiểu hỏi ứng xử của hoa hậu ấy, mà em đã từng phỏng vấn rất nhiều người, cũng đã từng ngồi trả lời rất nhiều câu hỏi, mà câu hỏi này em cũng không biết tại sao luôn. Đến giờ em cũng không biết lý do là tại sao luôn. Mà thực ra là mình cũng không đến nỗi. Thế nhưng mà câu hỏi này chắc là phải hỏi những người xung quanh em là tại sao lại để lãng phí một người như thế này. Mà em cũng muốn hỏi các độc giả của báo điện tử VOV là tại sao em vẫn ngồi đây đơn độc một mình. Thế em cũng không thể trả lời được câu hỏi của anh Dinh. Vâng, các anh độc giả của báo điện tử VOV, các anh đánh rơi người yêu này. Đấy. Vâng, vậy thì chúng ta có thể nói là những cái đam mê thể thao của ở trong Phương Anh vẫn được duy trì, vẫn được bạn nuôi dưỡng khi mà bạn chuyển từ một kiện tướng dance sport sang đến MC thể thao. Nhưng mà ở những cái lĩnh vực khác nhau như vậy, bạn có cảm thấy có những cái áp lực nhất định đối với bản thân mình không? Bởi vì ngoài những cái về như bạn đã chia sẻ về những cái thông tin, những cái gọi là cái nguồn thông tin vô tận mà mình phải tích lũy dần dần ra, thì còn là cái về thời gian làm việc. Nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình so với cái khi mình còn là vận động viên không? Áp lực đây anh ạ. Em chia sẻ từ đầu là em là người cực kỳ cầu toàn, nên là em cảm thấy là em làm công việc gì em cũng có áp lực luôn ấy. Nhưng mà phải có áp lực mới tốt, em nghĩ thế. Nếu mà mình làm một công việc gì mà mình cảm thấy là nó thoải mái quá, nó không cho mình một cái áp lực gì ấy, thì có nghĩa là mình chưa đặt hết tâm huyết vào cái công việc đấy. Nên là em nghĩ cái việc
là một MC thể thao một cách nghiêm túc, nó cũng là một cái thử thách rất lớn với em. Đến bây giờ vẫn là thử thách, bởi vì mỗi ngày em vẫn luôn luôn phải học thêm, mỗi ngày vẫn luôn luôn phải nạp thêm kiến thức, nên là đến tận bây giờ em vẫn luôn luôn thấy áp lực. Từng cái trận bóng đá mà em bình luận, mỗi trận bóng đá đều là áp lực hết. Bởi vì trước đấy em cũng phải tìm hiểu rất là nhiều, phải nạp kiến thức rất là nhiều và phải cho mình làm quen với cái guồng quay của công việc như thế. Em hay nói đùa với cả các anh đồng nghiệp của em ấy là sau này em sẽ không có người yêu làm thể thao đâu, bởi vì vất vả quá. Làm việc cả ngày cả đêm mà gần như là không có thời gian nghỉ luôn ấy, lúc nào nó cũng cứ phải liên tục. Thì đối với một người nữ, một người con gái làm thể thao, em nghĩ nó cũng tương tự. Tuy là cái khối lượng công việc để mà so với cả nam giới làm thể thao ấy, thì có thể là cái khối lượng công việc của bọn em nó sẽ không dàn rộng như thế. Tuy nhiên là bởi vì cái lượng kiến thức mình hạn chế hơn, nên cái sự cố gắng và cái áp lực nó sẽ càng nhiều hơn. Và em cũng phải làm quen với việc là vẫn sẽ thức đêm nhiều, như là đợt đi thi đấu thức đêm để có thể trau dồi thêm, để có những cái sự chuẩn bị tốt cho công việc của mình. Thì em nghĩ cái đấy là cái áp lực, là cái cần thiết cho mỗi công việc chứ không phải riêng công việc của một MC. Vậy thì như Phương Anh đã chia sẻ, bố em là người rất khó tính. Vậy thì bố em đón nhận cái thông tin việc con gái mình chuyển hướng từ một kiện tướng dancehall trở thành một MC truyền hình như thế nào? Vẫn như là lúc mà em theo đuổi dancehall anh ạ. Khi mà em thông báo với bố mẹ là bây giờ, trước đấy thì em cũng có đi dẫn các chương trình, cộng tác cùng với các đài truyền hình. Nhưng khi mà nhìn thấy là con gái có thiên hướng là sẽ trở thành một MC thể thao đúng nghĩa, thì câu đầu tiên bố em bảo là sao lại chọn cái vất vả thế. Bởi vì rõ ràng là con gái thì mình có thể lựa chọn những cái công việc nó nhẹ nhàng hơn, mà có thể nhiều khi là cái sự xuất hiện của mình nó vẫn xinh đẹp, nó vẫn đảm bảo được những cái đam mê mà mình thích, như là một sự xuất hiện chỉ chu này, lúc nào cũng được ăn mặc đẹp này, được trang điểm đẹp xuất hiện trước công chúng. Cái đấy là điều mà em nghĩ là rất nhiều các bạn con gái cũng thích. Vậy thì tại sao lại lựa chọn là làm một MC thể thao? Thì em bảo là em cũng không biết là tại sao em chọn nữa. Nhưng mà anh Duy nghĩ sao về cái câu là nghề chọn người? Anh hy vọng là nghề đã chọn đúng người. Thực ra em nghĩ là nghề rất là đúng khi mà chọn em là kiện tướng dancehall rồi. Em thấy nhiều người thì nói cái câu nghề chọn người ấy, nhưng mà em nghĩ là không có nghề nào chọn người đâu, mà chỉ là mình may mắn mình có cơ hội tiếp xúc với công việc đấy. Còn cái việc là mình có lựa chọn nó hay không, mình có theo đuổi với nó hay không, thì quyết định vẫn phải là ở mỗi người, chứ không có chuyện là nghề chọn người, đúng không? Nếu như mà nghề mà cho mình cái cơ hội nhưng mình không nắm bắt, thì không có chuyện là mình sẽ đi đường dài được với cái công việc đấy. Thì khi mà em có cơ hội được tiếp cận với công việc của một MC thể thao, thì em cảm thấy là em thích và đam mê công việc này một cách nghiêm túc, và em sẽ lựa chọn để đồng hành cùng với nó lâu nhất có thể. Nếu như mà cái sự cố gắng của mình mà nó cũng được đền đáp và mình có duyên với công việc này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta luôn luôn đặt ra một câu hỏi rất lớn đối với các vận động viên chuyên nghiệp: sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, họ sẽ làm gì để trở lại với cuộc sống đời thường? Vâng, vậy thì sau những cái buổi, sau những cái giờ phút trò chuyện cùng với MC Phương Anh ngày hôm nay, thì chúng ta đã có thể thấy là đây là một hướng đi, đây cũng thể là một hướng đi và mà Phương Anh đang tận dụng cái cơ hội của mình và đang rất thành công với những cái thể, với những cái đam mê mới của bản thân. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành để theo dõi cái hành trình mới của kiện tướng dancehall Phương Anh ngày nào. Vâng, và một lần nữa thì tôi xin được cảm ơn MC Phương Anh đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Duy và cảm ơn các quý độc giả của báo điện tử VOV.